Everybody và các bạn đang chơi game Play Channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Tune Game Play mình trong series 8 tựa game hôm nay. Mình sẽ bắt đầu luôn tựa game đầu tiên trong video này của bạn nào. Siren Head Horror House Games. Let's play Siren Head House of Horror. We start from the one. Go to main door and open it. Hãy đến cửa chính và mở ra là các bạn. Ok. With it. Anh cầu ra là bạn. We need to go main door and open it. Control cho ta. Quá chậm quá. Control. Chào ba dòng các bạn. We are alive. We have earned 200 vàng các bạn. Tiếp tục vào. Match. Cut it off and find safe place. Hãy cắt sợi dây và tìm chỗ an toàn các bạn. Em quay khá chậm bạn. Oh my god, try again. Vẫn chưa hiểu phải cắt dây này dùng cái gì thế nào. Cần phải làm gì để cắt sợi dây được sẽ đây đây. Ok, khá là khó các bạn. Ok, mình cứ chuyển sang đây tiếp theo nào. Let's target. Zombie. Đây là nó các bạn. Đây, tự nhiên là cái zombie khá là hay các bạn. Ok, đây là zombie các bạn. Be careful. Cứ sao qua xa lâu. Phần tựa này là bạn Face Zombies. Welcome to Hell Soto. Số máu là hồ máu các bạn. Killing spree. Multi kill. Ok,
at my hot girlfriend. You win. Okay, mission complete. Tiếp tục nào. Đã thắng trận đầu tiên rồi các bạn. Hãy tiếp tục với trận đấu tiếp theo nào. Cho mua đạn bằng mất tiền vậy. Unstoppable. Thành tiếp tục nhiệm vụ nào. Tiếp tục nào. Finish. Chuyển sang tựa tiếp theo cho em nào. Death Trigger Trail. Một tựa game tiếp tục nói về zombie gọn dài. Bắt đầu này. Chúng ta sẽ đi series. Còn trả lời của em là gọn một dài cùng sang qua này. Wow. Chúng ta sẽ đi game này. Chúng ta sẽ bắt đầu các bạn. Và cùng sang tựa game sẽ làm. Để vừa. Chiến tranh. Nào. Kết nối mạng các bạn. Một số phút dài và lái tự nhiên. Insert simulation. That's great. The trigger tool. Cô bạn khá là thật bạn. Cô chẳng thể gì sẽ đến gian. Water, bring me some water, please. Bring me some water. Bring tay nước. Okay. Buy water for survival. Rồi, bây giờ rồi các bạn.
feeling about this. What did you say that what? I have been here. Oh, what's on all that? Jumping. It's a time to eat. Or whatever you. Go through with the. That's it. By the way up here. Oh, she does that. He's not right. Look at me. It's in it. Here I am. Underground. What the hell is this? Okay. Glad to see you here. Great. I've been stuck here for ages. All right, let's roll. Follow me. I know a shortcut. Okay. Shortcut. Tôi thích cái đạn này các bạn. Damn, it's closed. Hold on. Hold on. No problem. You're ready for some trouble. Ôi, có bị sao vậy? Let's go. What's new about us there? I wouldn't make it this far without. Okay, we don't have to get it. Let's take a blitz. All right, let's go. Let's go. What? Time, I'm not sure what. Okay, let's take it to the right. Oh my God. Are you okay? You're near the roof. Thích cái mũi đạn này các bạn. Nào, thử vũ khí các bạn. Come on. Mình sẽ mang cuối nào bạn. Alright, get in the car! She's in. Got to the car. I didn't have to go. Okay, so I'm going to go. Yeah. Ooh. So lucky. Thành công rồi ạ.
tiếp tục nào. Hãy nhập phần thưởng nào. Alright. Polish. Pain Junior. À thuốc. Giảm hồ máu đó các bạn. 2, 1. Ok. Chúng ta sẽ đào đây là các bạn. Chúng ta sẽ chạy tiếp theo tập này nào. Siren Granny Mode. Chúng ta sẽ tiếp tục với game này nào. Siren Heads Granny. Bắt đầu từ cách chuẩn thắc ở đây. Phát hợp sơ cần. NG patch. Yes, ready. Mình hấp quy của chỗ tôi cũng ở đây nhiều bạn. Chắc có 2 phần của xuống. Và 2 phần vô tranh. Gặp thêm một cái xuống dưới này nè. Đó là vậy. Yes, baby. Phần này giữa khẩu khẩu súng các bạn. Và còn phần bắn súng cuối cùng nữa. Be careful. Chúng ta nhìn nói. Bạn chú ý, bạn khép phải chú ý, nhắc vào những bức tranh các bạn. Ok, tiếp tục nào. What is this? Nothing. Engine patch. Phần này nắp xuống nhé, cho chiếc ô tô các bạn. Cho nắp cabo của chiếc ô tô này. Và phần phía trước các bạn.
West Wing. Mình hóc quy của chơi sao đồ ạ. Ba chú xuống. Tôi quên chọn cho anh đặt phòng ạ. Đây. Chọn phần lên trên này. Play house key. Play house key. Chú xuống thì cho không thể gặp lại lên đâu ạ. Phòng cuối cùng của số. Không sao, cứ cho lắp đỉnh cứ chẳng có gì đâu. But let's stay in the house. Cho được thêm một ngày nữa bạn. Chàng sẽ cho một phần thưởng bạn. Tôi sẽ được sống thêm một ngày nữa. Để mình gặp mẹ ấy. Cái đỗ Granny và ta sẽ xong rồi. Rồi xin. Ok, mình sẽ chuyển sang cái ý tiếp theo nào. The Walking Dead. Get it replaced with headphones. Okay, we got it. Not down. Setting. Let's play. New game. The first game. Cuộc chấm nội dung của phần đầu của tự game này là gì các bạn? Chào chào games. The Walking Dead. Đây là một tự game. Thì nó là khá nổi tiếng các bạn. Để truyền thể trong truyền iPad rồi, chúng ta cùng trải nghiệm đây. Episode 1, A New Day. War. Đây người đâu nó bị cái sát bắt quá. Tay anh đã bị còng, chỉ chiếc xe này. Well, I reckon you didn't do it then. You know what they say about reckoning? I don't, but I reckon it's a lot like assuming. Okay. Yeah, something like that. Now, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Chúng ta bảo là chúng ta đã làm vậy. Okay.
followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. You've got an opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing. Even considering what they say you killed. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Count on a 6 year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Not really. Not really. Too bad. My car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. Could be it. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... Okay, let's try to just say that. What? Jump you around, brothers. Sau khi thì dạy cho sao sao bị sao nào bạn. Không ta đâu bạn. Where is he? Oh my god, he's dead. Why the hell did he have his gun out? It was tossed from the car during the wreck. Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here! Officer? That doesn't look good. He wasn't ejected from the car. He's not moving. He must have the handcuff keys on him. He must have the handcuff keys on him. I need to
drag myself out that window. Ok, cho ra ngoài rồi các bạn. Be careful. Now one more. Uầy, một. Chơi game có câu chuyện khá là hay không? Chỉ cho khóa tương tàn nào. Ok, cho thả nó cầm rồi các bạn. Ok, không cầm rồi các bạn. Quay vào trong trang bị và quay lại các bạn. Be careful. Get away from me. Hold on, find something. Where the hell are you? Oh my god. What in the hell? What the fuck what are happened? You? What happened? What happened? Just stop. What happened? What back happened? Up. What happened? What happened? What happened? What happened? What happened? Get away from what me! Happened? What happened? Oh, that never. Oh my god! Tôi thấy phi đạn quá chậm quá. Ok, mình cứ chuyển sang đây tiếp theo nào. Into the death row. State channels. Chú chó chạy hướng ra nè bạn. Nhanh nhạc ạ.
We're so scary. You weren't kidding. I'm going to try to end it here, but... There's so many this time. Okay. Complete. I'm going to try to tap me. Search. I'm going to try to tap me. It has been... She didn't have to feel... The first day. That was it. I don't know about. Careful. Is that what? No way. Okay, mình không thể chạy được. Mình cũng chuyển xa tìm cuối cùng trong video này. Siren Hatch. Chúng ta tụi mình không thể tìm được vũ đường trao ở đâu ạ. Nhưng nó quá xa nơi này không. Let's pull it out. Where is your hat? Okay, complete. Mình cũng chuyển sang, có lẽ mình chưa vừa rồi đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo trong channel Tune Gameplay của mình nhé. Thank you so much and see you soon. Goodbye.